Chánh giáo thánh thiền đức chí tôn, xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài sấm tiên tri được trích lục từ kinh sấm Thác Sơn và Cao Đài giáo. Ngọc kinh vừa tiếp sớ đàn chung, Hoàng linh thầy khen biết phục tùng, thượng giới ban hành lời chỉ dụ, đế truyền tô điểm đạo chung dung, từ bàn cổ sơ khai hỗn độn khỉ hư vô hiệp chọn ngôi chờ là ngôi thái cực tỏ ngờ lưỡng nghi sanh quá phân rờ âm dương khí khinh thanh thần dương nhẹ hỏng hiệp tiên thiên bay bổng lên trên khí âm trọng trượt chẳng bền hậu thiên di địa nên liền lìa ngôi ngôi tiên thiên phục hồi phẩm dị là ngôi càng cao quý vô cùng hậu thiên vốn thiệt quả khôn bảy hai thế giới không chung xây dần thượng giới ba sáu từng dội dội cõi tiên thiên nhừng gọi khí dương khí âm bẩm thọ hơ dương âm dương hiệp nhất kiết tường đạo sanh sanh đại đạo là ngôi thái thượng quả tam quan là nhật nguyệt tinh tinh tượng thế giới ba nghìn về quyền thiên đế giữ gìn xét xem miền hạ giới lập thêm bốn bộ thường rọi rằng tứ đại bộ châu chung giới mấy quả địa cầu, địa cầu 68 đạo màu phát sinh. Long Hoa Hội Khai Minh Đại Đạo là nhất kỳ phổ độ chúng sanh, nhiên đăng cổ Phật dạy rành, thái thượng đạo tổ ban hành đạo cao, dân tiên dương phụ giàu giúp sức, đặng chắn hình nhân lực trần gian, đạo khai từ thở tam hoàng, sang qua ngũ đế đạo tràng khắp phương chiền qua tớ nhà thương bạo ngược nên đạo chờ không được hiển dương giữa đờ châu thở chiêu dương đạo quân giáng sứ tịnh dương độ đờ long hoa hội nhị kỳ phổ độ đạo phật giàu ấn độ lưu hành thích ca phật tổ chí thành từ ngôi thái tử tách mình đi tu quyết giảng kẻ ám mù buổi tối tìm đạo màu chẳng thối chí tâm bồ đề khổ hạnh mấy năm dài công tu luyện mớ tầm lý sâu. Cuộc chung đỉnh bể dâu khổ não, quyết dứt đường quả báo lưng hồi, người chống tứ khổ thương ngôi, muốn cho thoát khỏi lưng hồi trần gian, mong dẫn đến niết bàn cực lạc, khuyên tránh đường lầm lạc gai trong, tam quy ngũ giới cho rồng, dạy công tu niệm ngăn phòng tà tinh, đạo thích vừa phát minh bành trưởng, đạt ma chiền qua hướng phương đông chung quê chiền bá dài công đạo chàng khắp cả á đông thịnh hành vì bị diệt âm thanh sát tướng mà đạo màu phải dướng gian nan thiên tàu thương kẻ khốn nạn thái thượng dương lệnh chiền ban đạo chờ rằm tháng hai ra đờ cụ thể ra quay linh phổ tế xanh cầm đạo cao sửa chắc phàm tâm tam quân ngũ lập đạo thăm dạy chiền tinh khí thằng tiên thiên chỉ bảo luyện cho tròn quần đảo cổ nguyên tu chân luyện tánh chí thiền tân nghi ngũ giới xa miền hậu thiên bở người thọ chân chiền ỷ sức dụng phép màu giành giật lợi danh khiến nên đại đạo tan tành đạo ngưng không đặng ban hành về sau đời chiến quắc đạo nho chỗ mặt sức thánh nhân diều dắt nhân sanh trung dung khổng thánh chỉ rành cốt làm quân tử chỉ thành là hơn nói đường ngu nghĩa nhân văn dọ, Chiền lục kinh chỉ rõ nhân lưng dạy khuyên xã hội nhân quần Tạm can đạo trọng ngũ thường chớ quên lễ tôn ti dưới trên phân biệt nữ cùng nam hữu biệt diện toàn hiểu chung tiết nghĩa phải toan tinh thần cho chọn chớ màng lợi danh vì chúng đỉnh dỗ dành trước mắt nên người đời không chắc lòng son năm ghiền ba mối không tròn biển chằng chìm nổi hải còn linh đinh nhà nam xưa hàng dình phóng quá từ hồng bàn đạo quá dân tâm phật tiên thần thánh giáng lâm độ người diệt quắc ăn thăm đức dày tớ chào thần người xí giặc chắc mắt tinh thần thánh chắc tiêu mòn can thượng phóng quá không còn đời càng hỗn độn người càng cạnh tranh khắp năm châu nhân sanh xô đậy thêm nhiều điều dưỡng bảy phồn qua dòng xu nợ nước ơn nhà nghĩa nhân chẳng chọn hằng xa lưng thường lòng chờ cảm xót thương chẳng khổ lập tam kỳ phổ độ dày công đạo chờ thưởng phạt chí công triển khai đại đạo phổ thông khắp cùng chờ thương giống lạc hồng đồ khổ ra quay linh tế độ nguyên nhân độ dân khỏi bước phong trần quần khai đại đạo hưởng phần liên thiên quy tam giáo thiện duyên ngộ đạo đạo tam kỳ toàn bảo người lành hạ nguyên thương lũ quần xanh tai nạn mặc kiếp thiên đình đã ghi thầy phải lập tam kỳ đại đạo rước nguyên nhân hoàng đảo cụ ngôi tiên thiên phẩm vị phục hồi chánh nơ bến tục xa mồi vinh qua thầy đã sinh cùng tò tam giáo lập ngũ chi đại đạo độ đờ ngũ chi do gốc phật chờ minh sư minh thiện minh đường minh tăng thêm minh lý lãnh phần truyền đạo ban sám kinh khuyên bảo tu hành sáu mươi năm trước chỉ rành thiện thơ ghi chép thiên đình lực ban minh sư cùng minh đường một phái lo chẳng hưng chế cải đạo thiền đạo thích đã thắt kỳ truyền vì chứng tăng chúng không chuyên tu trì làm mắt lý vô di của Phật, bài hữu hình vật chất không kiên, minh sư thọ đặng chân chiền, rèn lòng tụng niệm tinh chiên đạo màu, nhân cuộc thế cơ cầu gây chợ, nên như lai Phật tổ chiền ngôn, chiền cho đại thánh tề thiên, hiệp cùng thiết quả giáng miền Nam Bang, cũ nguyên nhân khai đàn dẫn nẻo, chiền thánh ngôn lực mẹo cứu đờ, minh tăng thánh huấn chiền lờ, chuyên theo đại học chớ giờ lòng son bở thấy đời gì còn giặc chất nên cái thiên cổ phật gián chằn lập chi minh thiện độ dân tùng theo phật pháp tối tăng đạo màu và video đến đây cũng đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu quý vị thấy video hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn